Một thông tin cực kỳ vui. Tại đám giỗ của cố nghệ sĩ, sau khi chị Ni chia sẻ lại những cái thông tin và những cái câu chuyện liên quan đến mẹ con, cô cháu gái và vạch trần bộ mặt của họ tại đám giỗ, thì lại thêm có một cái thông tin vui là ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh đã gửi tặng cái bài hát Tuổi Phận Đời Con cho Hồng Loan ngay trong ngày kỷ niệm đó. Thì ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh chia sẻ trên trang cá nhân như sau cả nhà: giỗ giáp năm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và đã tặng ca khúc Tuổi Phận Đời Con cho Hồng Loan ngay trong ngày trọng đại này, thật là vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn nhà báo Song Minh gieo duyên và luôn là người cho Nguyễn Minh Anh cảm xúc chân thật. Mỗi khi đọc những cái xa Tết của Minh về ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng và Hồng Loan, chắc lại có thêm ca khúc mới nữa đây. Thì sau khi cái ca khúc Tuổi Phận Đời Con được tặng cho Hồng Loan bởi ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh, thì ca sĩ sẽ hứa sẽ tặng thêm một ca khúc mới nữa khi mà tham dự một cái buổi đám giỗ tại nhà của Hồng Loan nghe cả nhà. Nói chung là tuyệt vời, một người thì được tặng miễn phí, được viết riêng, dành tặng riêng cho Hồng Loan, còn một người thì lại đi chặt vặt với vấn đề là liên quan đến tác quyền tác phẩm, liên quan đến cái câu chuyện là mua xin xin rồi lại mua. Thì Hồng Loan cũng có gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ như sau: dạ em cảm ơn anh nhiều lắm. Tác giả trả lời: không có gì nè em, cảm ơn em và mọi người, buổi họp mặt thật là vui và ấm cúng. Thì đó là những cái tình cảm của ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh gửi đến và dành tặng cho Hồng Loan trong cái ngày đám giỗ. Thì cả nhà đã biết cái bài hát đó rất là hay và ý nghĩa. Nói chung chúng ta sẽ được nghe. Thì trên trang cá nhân của ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh thì mọi người có vào chia sẻ và gửi lời nhiều chúc mừng như nhà báo Song Minh nè, rồi Võ Việt Băng: chúc anh ngày càng nhiều bài hát hay hơn và thành công hơn nha anh. Và khán giả cũng rất là yêu quý nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh, họ cũng vào trang cá nhân để cảm ơn tác giả Nguyễn Minh Anh. Một bài hát mà ai nghe cũng không thể không rơi nước mắt. Tôi tin là thế. Bài hát quá hay, đi sâu vào lòng mọi người, không cần khua chiêng đánh trống nhưng lại có sức lan tỏa mạnh trong cộng chúng. Và biết được phần nào cuộc đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh và đứa con gái duy nhất của ông. Cảm ơn rất nhiều. Chúc nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh nhiều sức khỏe, sáng tác nhiều bài hát hay dâng tặng cho đời nhé. Cảm ơn nhạc sĩ cho ra ca khúc rất hay và cảm động lấy đi nhiều giọt nước mắt của người nghe. Nhạc sĩ cho Hồng Loan làm MV bài này đi, tất cả khán giả chịu chịu con tim sẽ đang hóng chờ. Thì tất nhiên cả nhà, tất nhiên thì nhạc sĩ Minh Anh sẽ gửi tặng ca khúc này cho Hồng Loan rồi, thì quyền của Hồng Loan là được hát và không kinh doanh, vậy là ok. Giống như vấn đề liên quan đến bài hát của nhạc sĩ Cao Minh Thu, bài hát Tiếc Thương cả nhà, thì được quyền cho Hồng Loan sử dụng trên cái bài hát đó, và Hồng Loan có quyền quay ngoại cảnh hay là quay MV thì cũng xin phép nhạc sĩ để cho ca khúc nó được viral hơn, nó hả nhà, được lan tỏa nhiều hơn. Thì tiếp theo chúng ta sẽ trở lại câu chuyện của chị Ni, cũng mới vừa có một cái dòng trạng thái trên trang cá nhân, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu luôn cả nhà nhé. Vẫn là những cái câu chuyện liên quan đến drama của Hồng Loan. Thì mới đây nhất trên bài viết của chị Ni có chia sẻ một bài viết mà mình đọc vô không chẳng hiểu là vấn đề gì, nhưng mà sau khi xem bình luận á, thì có những cái thông tin cái người mà chị Ni đang nói đến có thể là bà Tiên Ngáo bên nước Mỹ cả nhà. Thì tại sao mà chị Ni phải nhắc đến bà này trong ngày hôm nay? Thì tất nhiên là sẽ có nhiều cái vấn đề trong cái bài viết này. Mặc dù là cả nhà thấy trên màn hình đó, là cái bài viết của chị Ni nó không có rõ ràng, viết theo một cái từ ngữ lạ. Như một số khán giả bình luận thì có hỏi chị Ni là viết như vậy là nghĩa như thế nào, và chị Ni cũng có trả lời là những cái người mà liên quan đến cái khắc cái bài thơ trên mộ không được,
bây giờ chị quay sang trách mắng, trách móc Hồng Ni, trách móc Hồng Loan là những cái người gì đó tất cả kiểu. Thì cả nhà đã biết thì bà này nói chung là có nhiều cái khiếm khuyết về cái ngôn ngữ thì mình không biết thế nào, chắc do sống ở nước ngoài lâu năm quá, hoặc là do cái cách nói chuyện của bà ta quen với ngôn ngữ nước ngoài rồi nên cái khi cái giọng tiếng Việt nó không gành. Mà hôm nay thì lại lên một buổi live trực tiếp khá là dài. Sau khi mình vào trang của bà đó, mình có lướt qua cái thông tin điển hình cụ thể như là những vấn đề kể về những kỷ niệm với cố nghệ sĩ và những cái bài hay viết mà của nhạc sĩ viết này nọ các kiểu, rồi lên lên bài để bên vực con ve tiếp tục. Thì cũng không có gì lạ lẫm cả nhà, khi mà những cái vấn đề liên quan đến tài chính hay quyền lợi của họ không được đáp ứng á, hoặc là những cái gì mà họ không làm ý muốn á, thì họ sẽ có những cái hành động như là nghiến, hoặc là hành động ghét Hồng Loan, hoặc là chu dập Hồng Loan là bình thường. Thì cô cháu gái cũng vậy, sau những cái bài hát đám dỗ thì bất ngờ là rất là nhiều anh chị em YouTube bị nạn, thì bị quản quyền về cái bài hát đó. Nhưng mà trong bài hát thì không có nhiều, chỉ có một cái đoạn khoảng tầm 45 giây, thì cái đoạn đó thì vẫn còn bản quyền của con ve nên bị đánh bản quyền rất là nhiều kênh nổi tiếng. Nhưng một số anh chị cũng buồn về câu chuyện này. Thì hôm qua thì mình cũng có làm những bài viết nói về những sự kiện đó rồi, thì nói chung là kinh nghiệm để sau này chúng ta không lặp lại những trường hợp như vậy nha cả nhà. Câu chuyện hôm nay chị Ni có nhắc đến cái người tiên ngáo về những cái bài thơ vớ vẩn muốn khắc trên mộ để có kỷ niệm với cố nghệ sĩ sau khi ông qua đời, và được cộng đồng mạng phản ứng rất là kịch liệt. Thì không dừng lại đó, bà này luôn luôn có những cái ghi âm, bà ta là gọi là chúa tể của ghi âm hơn mì xào củ chuối rất là nhiều. Chúa tể ghi âm ở đây có nghĩa là bà ta đang giữ khoảng trên 1.000 cái ghi âm từ cố nghệ sĩ ấp ủ khoảng 10 năm nay. Nói như vậy thì có nghĩa là lâu lâu thì buồn buồn, vui vui thì bà sẽ lên đưa một đoạn ghi âm cắt ghép, hoặc là kể những câu chuyện gì đó mà cố nghệ sĩ lúc sinh thời ông buồn gia đình, ông vui, hay là ông có những gì tâm sự muốn trao đổi với cái người chẳng với người bạn, thì sẽ được bà ta đưa lên tất cả cả nhà. Thì nói chung là một năm thì bà sẽ đưa chừng vài chục ghi âm để cho mọi người có cái nhìn nó là hướng về Hồng Loan. Đó thì cũng từ những cái ghi âm này thì cũng mong muốn làm sao chị Ni và bên phía bên luật sư của chị Ni và Hồng Loan có những cái động thái tích cực hơn về những cái người này, về những cái bản quyền, về tiếng nói của cố nghệ sĩ, để khi mà được bản quyền rồi chúng ta sẽ có những cái thông tin cụ thể hay hơn. Chứ không ngờ mà chứ bây giờ nếu mà cứ để cho bà này lên phát ngôn suốt, phát biểu suốt, hoặc là dùng ghi âm để hạ bệ Hồng Loan, nhục Hồng Loan, cho dù drama này kết thúc đi nữa thì bà vẫn lên nói hoài nói hoài, nói hoài nói mãi khó không thôi, thì tất nhiên là sẽ ảnh hưởng tâm lý. Dù sao cũng là ba của Hồng Loan thì bà có quyền ghi âm kỷ niệm bà nghe một mình, còn nếu mà đã công khai nơi công cộng rồi thì tất nhiên là phải chân thực và đúng. Còn nếu mà đã cắt ghép thì nó sẽ sai lệch hướng đi những gì mà tốt đẹp mà cố nghệ sĩ lúc sinh thời ông ta đã nói chuyện với bà. Mà chắc gì lúc ông nói chuyện ông cho bà ghi âm đâu. Có những câu chuyện người ta không muốn ghi âm, nhưng mà theo cái thói quen, theo một cái mưu đồ sẵn thì họ sẵn sàng ghi âm để sau này có những cái vấn đề gì họ lấy ra để bịt mặt lẫn nhau. Đó là câu chuyện ghi âm liên quan đến bà Tiên Ngáo mà chị Ni mới vừa đăng tin lên status cả nhà. Thì tiếp theo là những cái chuyện liên quan đến mì xào. Thì mì xào mấy ngày nay thì cũng không có cái gì đặc biệt ngoài một cái bài viết, một cái clip về phần 87. Cũng rất là bình thường ở nhà ha, cũng chẳng có cái gì mà cũng bà cũng là người YouTube thôi, làm để kiếm tiền, kiếm view, kiếm tương tác thôi. Chúng ta mà cứ vào xem kênh của bà hoài, hoặc là thấy những cái tiêu đề mà nhục mà Hồng Loan chúng ta bấm vào, hiếu kỳ vào, thì tất nhiên là chúng ta đang giúp cho bà để kiếm một cái lượng tiền đem về. Mình không nghe những người này nữa, tại vì những cái lời nói của họ nó không đẹp, nó không hay.
Cộng đồng lên án, mọi người lên án mà bà đâu có chịu dừng đâu. Suốt ngày cũng bám víu vào drama của Hồng Loan để kiếm lượt like, tương tác, kiếm view. Chúng ta không coi là chúng ta đồng nghĩa với việc là cái tương tác của họ sẽ mất hút. Chúng ta hủy kênh của họ đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ không loại bỏ đi những cái vấn đề từ những cái nguồn tin nó độc, nguồn tin nó không không đẹp trong đầu. Rồi chúng ta chặn luôn thì có thể là chúng ta không còn qua lại nữa là xong. Đó là những cách mà chúng ta có thể làm được, không cần phải nghe. Nghe làm gì? Tại sao phải nghe những kênh đó cả nhà? Bảy Màu hiện tại cũng đang rất là cay cú anh em YouTube cả nhà. Cay cú đến nỗi mà đang dùng những chiêu thức là lấy phe nhà đánh phe nhà. Đó, đặc biệt cái chỗ đó cả nhà. Lấy phe nhà đánh phe nhà, nội bộ chia rẽ với nhau luôn. Vì không muốn cho mọi người tiếp cận quay Hồng Loan, đưa tin cho Hồng Loan, và muốn cho mọi người vào kênh của bà ta nghe và chỉ nghe bà ta nói thôi. Đó là những cái chiêu thức mà phía bên kia họ đang tạo dựng mới đó cả nhà. Mặc dù cái drama của Hồng Loan cũng đã có những cái định hình rất là rõ nét rồi. Quay câu chuyện mà cuối cùng á, là chỉ chờ đến tòa họ công bố kết quả từ phiên xử như thế nào thôi cả nhà. Chúng ta phải chờ xem thôi. Chứ bây giờ có nói thêm 100 lần hay 1.000 lần về vấn đề nhục mại Hồng Loan hay là vu khống bị đặt Hồng Loan thì cũng chẳng được cái gì. Nói Hồng Loan rất kiểu cũng chẳng được cái gì. Đó, nói bậy khi nó bị thêm dính cái vấn đề liên quan đến hình sự pháp lý nữa thì toan nữa. Nên bây giờ họ mới lấy chiêu thức là dùng những cái người mà trong nội bộ với nhau đó, cái team yêu thương với nhau đó, hoặc là những cái anh chị cô bác đã phân tích ủng hộ Hồng Loan đó, lấy cái team mình đấu đá team mình với nhau. Thì đó là cái chiêu thức mới, thì cả nhà cũng nên cảnh giác và cũng nên đề phòng những đề này. Thì bài viết này em chỉ chia sẻ những câu chuyện đơn giản như vậy thôi. Nói chung là có rất là nhiều việc để muốn nói, nhưng mà em sẽ hẹn và sẽ tập hợp lại những clip tiếp theo, sẽ thông báo đến cả nhà. Và em xin chào cả nhà nha.